Hello, xin chào toàn thể tất cả mọi người với channel của mình nhá. Anh em ạ, mình khá là buồn anh em ạ, một chuyện rất là buồn luôn. Đây là anh em ạ, mình chỉ buồn với trưởng à. Mình nghĩ là pin của mình bị thay anh em ạ. Buồn với trưởng, mình vẫn chưa kiểm chứng chắc chắn là điều đó, nhưng mà mình sẽ để mình sẽ thử ấy xem. 90 ai cứt luôn ạ. Anh ạ, thật sự rất là buồn. Đằng nào thì mình sẽ đi làm, mình sẽ ấy vậy. Và anh em ạ, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về một loại quả rất là thơm ngon và ngọt nha anh em. Quả rất là ngọt và thơm ngon anh em ạ. Ok anh em, anh biết nó là gì không? Anh em biết nó là gì không? Xin giới thiệu anh em quả chuối khá là siêu to khổng lồ, nhưng đây chỉ có nửa quả chuối nha. Mình gọi là bán quả chuối vậy anh em ạ. Mình sẽ bán quả chuối này với giá mà miệng mình ấy nha. Nó ngọt, ngọt đấy trời ơi. Ngon lắm. Ngon đấy trời ơi anh em. Rất là ngon và tuyệt vời. Ngon đấy trời ơi. Nó ngọt. Rất nhiều người chưa được ăn đấy, kể cả quả hoa quả chưa ăn, nó chỉ là ăn thức ăn làm mình có gì mình sẽ vận cho người ta đi. Nhờ đi mà gặp thì mình sẽ vận cho người ta, nếu mà đi trên đường mà về nhà mà không gặp ai mình sẽ ăn thôi, easy anh ạ. Mình tuyệt vời anh ạ. Xài thế nhờ mình không biết là mình có nhìn nhầm không anh ạ. Nếu là chuyện đó là thật thì thề mình sẽ ấy. Cái cú của mình nha anh em. Cuộc sống này thật tàn bạo anh em. Quá là dối trá, rất nhiều sự lừa lọc của dối trá anh em ạ. Quá tàn bạo. Mọi thứ đều chỉ là giả dối rồi anh em. Không chấp nhận. Ăn thêm miếng nữa cho mình đỡ bụng quên hiện tại nha. Rất tầm bạo luôn. Anh em ạ. Nghe rất buồn. Nhưng chắc mình mong, nhưng mà mình mong chuyện đó hỏi không không là chuyện sau chuyện đó hỏi thật. Nhưng đời người thật sự khó nói anh em.
ok anh em. Rất là mệt mỏi đấy anh em. Còn chấp nhận. Rất khó nói. Ăn quả chuối cũng vậy anh em ả. Nó ngon đến mức không tả nổi luôn anh em. Nó ngon đến mức phải gọi là rất là khó nói. Không biết tả nào để nó quá ngon anh em ạ. Ăn cảm nhận mình rất là ngon, 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 ngon. Mà ăn nó rất là bột xốp xốp à. Và có nghĩa là cái phần ngoài của anh em, phần ngoài của vỏ, phần ngoài của chú có cái vỏ, cái sơ vỏ này ăn rất là bột, rất là ngọt luôn anh em ạ. Đấy, rất là ngon luôn. Ăn bột rất là ngon nha anh nhá. Rất tuyệt vời anh em ạ. Rất ngon và tuyệt vời anh em. À. Và có lẽ hôm nay mình sẽ nói mình là khá ít nha anh em. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên mình trở lại sau rất nhiều ngày mình đã nghỉ rồi. À. Ok, và anh em nào chưa like subscribe kênh của mình hãy nhớ like subscribe kênh của mình nha. Đừng quên bật comment thông báo nhận những video hay và mới nhất của mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video kế tiếp nha anh em. Bye bye. Đây mình sẽ đếm ngược 5 giây anh em ạ. Ok anh em, và bye bye anh em. Anh em hãy nhớ theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Bye bye.